Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cách để chúng ta có thể sửa chữa được một cái cục pin laptop Bị cái tình trạng trong quá trình sạc như sau Khi các bạn nắp pin vào cái laptop để sạc thì nó chỉ báo tầm khoảng 0% cho tới 1% với cái tình trạng hiện tại như vậy, bạn chờ trong tầm khoảng 1 tiếng cho tới khoảng vài tiếng sau thì nó vẫn như thế các bạn ạ không thể nào mà có thể sạc nên được phần trăm pin nên nó bị treo như vậy đó chính tỏ là cái cục pin laptop này nó đã có vấn đề nha các bạn bây giờ thì mình sẽ tắt máy đi và mình sẽ tháo cục pin ra và hướng dẫn các bạn sau khi quá trình máy đã được tắt rồi thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ tháo cái cục pin của cái laptop này ra ngoài. Với một số loại laptop không tháo được pin, tức là pin nó liền thì các bạn phải tháo cả máy ra mới tháo được pin nha các bạn. Nhưng mà đối với cái laptop này, pin nó có thể tháo rời ra được thì mình sẽ tháo ra. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục công việc là mình sẽ bổ cái cục pin laptop này ra và xem bên trong. Mình sẽ lấy một cái đầu tô vít và mình sẽ cậy ở phía xung quanh cái nước vỏ này và mình sẽ cậy ra nha các bạn. Rồi sau khi mình đã cậy ra xong. Các bạn có thể quan sát thấy ở bên trong cái cục pin này nó sẽ cấu tạo gồm 3 cặp pin. Tức là 3 đôi pin. Thì nó sẽ được nối tiếp với nhau tạo ra nguồn điện 11,1V bây giờ thì mình sẽ tháo rời ba cái cặp pin này ra ngoài và mình sẽ đo nguồn điện xem nguồn điện của nó như thế nào sau đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chữa những cái cục pin laptop này nó bị tình trạng là không nhận sạc hoặc là sạc không vào Để sửa chữa thì các bạn nên có một chiếc đồng hồ vạn năng để đo nguồn điện những cái cell pin này. Ở đây thì mình sẽ để ở thang đo nguồn điện 60V. Sau đó mình sẽ đo nguồn điện từng cặp cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ đo cái nguồn điện của cái cặp pin đầu tiên, tức là cái đôi pin đầu tiên. Cho các bạn xem nguồn điện nó rơi từ khoảng bao nhiêu vôn nhé. Cặp pin đầu tiên này mình đo nguồn điện ở đây nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3V. Rồi bây giờ mình sẽ đo sang cái cặp đôi thứ hai Vẫn rơi vào tầm khoảng 3V. Bây giờ mình sẽ đo vào cặp thứ ba Cặp thứ ba này thì nó lại chỉ được 1,5V các bạn ạ. Đấy. Chính tỏ là cái cặp pin này nó đã có vấn đề Mình sẽ đo lại cho các bạn thấy 1,5V Nó đã bị uh, sụt điện nha các bạn Vậy là chính tỏ là cái cục pin này nó bị lỗi Do một cặp pin nó bị uh, sụt điện Nó yếu điện các bạn Nó chỉ rơi từ khoảng 1,5V thôi Nên cái mạch sạc này nó sẽ không sạc Cho cái cái cục pin ở bên trong này nó chỉ bị lỗi có một cặp thôi các bạn ạ thì nó cũng không sạc luôn đấy các bạn thấy không trong quá trình những cái mạch sạc này nó hoạt động thì nguyên lý của nó nếu mà nhận biết ra một cặp pin bị lỗi thì nó sẽ không sạc những cái loại pin laptop này nó như vậy bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách sửa chữa nhá để sửa chữa thì mình sẽ sử dụng một cái đế sạc hoặc là một cái mạch sạc mình sẽ sạc bù điện cho cái cặp pin nó bị sụt điện đấy. ở đây mình sẽ sử dụng cái đế sạc này, cái đế sạc này là đế sạc 4.2V, nhưng mình sẽ sạc riêng cho cái cặp pin này. cái mục đích của mình là mình sẽ sạc riêng cho cái cặp pin này để cho nó nâng điện áp nên lên rơi từ khoảng 3V để cho nó cân bằng với những cái cặp pin khác thì cái mạch sạc này nó sẽ nhận diện được và nó sẽ sạc được nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ cắm cái cục sạc này vào đây và mình sẽ kẹp cái cặp đôi pin này vào và mình sẽ sạc trong tầm, tầm khoảng 30 phút. Sau đó là mình sẽ kiểm tra xem cái cục pin này nó đã nâng được điện áp hay chưa. Và mình sẽ tiếp tục những cái công việc tiếp theo. Trong quá trình mình sạc thì mình sẽ chú ý là mình sẽ sử dụng đồng hồ đo vạn năng và mình sẽ đo cái cặp pin này xem điện áp nó đã nâng lên được hay chưa Hiện tại mình đang sạc và mình đo ở đây điện áp đã rơi từ khoảng 3,1V Nhưng mà mình sẽ tháo cái cặp pin trong quá trình sạc này ra và mình đo nó sẽ chính xác hơn nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra để đo Rồi cái cặp pin này sau khi mình đo thì nó sẽ rơi từ khoảng 2,98 Tức là gần 3V như thế là cũng được rồi nha các bạn nó đã cân bằng với những cái cặp pin kia cặp pin kia nó chỉ rơi từ khoảng 3V cặp pin này trong quá trình mình nâng điện áp lên thì rơi từ khoảng 2,9 Nói chung là gần 3V rồi các bạn Nói chung là như thế này là đã được rồi nó đã cân bằng rồi sau khi pin đã được nâng điện áp cân bằng đều thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nắp cái cục pin này vào cái khay pin của nó tức là Rồi sau khi mình đã nắp xong cục pin này vào cái vỏ pin này Mình sẽ đẩy những cái nãy này để cho nó vào cho nó chắc các bạn ạ Sẽ bóp thật chặt để cho nó độ kết dính nó chắc hơn Sau đó là mình sẽ nắp cái cục pin này vào cái nắp top này và mình sẽ cắm sạc xem Liệu nó có sạc được hay không nha các bạn với những cái loại laptop mà tháo rời đã được pin như thế này thì mình thấy sửa chữa thì nó cũng rất là dễ các bạn ạ, không như những cái loại laptop pin liền bên trong Và quá trình sửa chữa thì sẽ khó hơn. rồi bây giờ mình sẽ cắm sạc xem nha các bạn, mình sẽ cắm cái rắc sạc này vào cái laptop này. Rồi trong quá trình mình cắm sạc xong thì các bạn có thể quan sát thấy cái đèn báo sạc pin ở bên ngoài này nó đã báo sạc rồi các bạn Đấy. Các bạn có nhìn thể nhìn thấy cái biểu tượng pin ở đây. Nó đã báo cho chúng ta biết là cái laptop này nó đã sạc pin. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình mở cái laptop này lên, tức là khởi động nguồn cái laptop này lên xem bên trong xem liệu nó đã sạc pin hay chưa. Rồi như vậy là chiếc nắp tốt này đã khởi động xong. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái biểu tượng pin ở đây, các bạn có thể quan sát thấy là cái biểu tượng pin này nó cứ tăng dần đấy các bạn. Đấy. Pin ở đây đã được nâng lên 29% do mình đã sạc bù trước đó. Đấy các bạn thấy cái biểu tượng pin nào nó cứ nhấp nhô lên và nó đã báo sạc. Mình sẽ chọn lại cái biểu tượng pin này cho các bạn quan sát thấy. Rồi các bạn quan sát thấy là pin ở đây đã được nâng lên tầm khoảng 30%. Tức là cái cục pin này nó sẽ nâng điện áp dần lên, tức là nó sẽ sạc dần lên cho tới khi nào đầy pin là 100% nha các bạn. Đấy. Lát nữa mình sẽ cho các bạn thấy nó sẽ nâng dần lên. Mình sẽ chọn lại. Rồi, pin ở đây đã nâng được tầm khoảng 31% các bạn ạ. Đấy, rất là nhanh. Chính tỏ là cái cục pin này trong quá trình chúng ta sử dụng nó bị sụt áp như thế và mình đã khôi phục được thành công. Như vậy là chúng ta cứ để như thế mà dùng thôi các bạn Mình hy vọng với cái cách này nó có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống khi các bạn đang gặp khó khăn Các bạn nên xem cái cách này của mình và các bạn sẽ thử phục hồi cái cục pin của bạn xem nó có được hay không nhé Mình thấy cách này mình đã sử dụng rồi nó cũng rất là hiệu quả một phần nào đó nó sẽ bớt được những cái chi phí đắt đỏ cho chúng ta khi thay pin nếu mà các bạn à, sửa chữa mà pin nó không nâng được đến điện áp ấy, thì các bạn có thể thay luôn cái cell đấy đi thì cũng được nha các bạn. Nhưng ở đây mình đã nâng điện áp thì nó đã nâng được rồi. Mình hy vọng video này à, sẽ hữu ích cho bạn khi các bạn đang gặp khó khăn. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.